Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Học sinh tiểu học, mẫu giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vào học sớm nhất từ 7:30. Các nhà vườn tích cực chăm sóc cây cảnh phục vụ cho thị trường Tết. Khởi tố vụ án nổ súng làm 2 người chết, 3 người bị thương nặng ở Phú Quốc. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã quyết định lùi giờ học đối với học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. Cũng theo Sở, tùy theo từng điều kiện cụ thể, nhà trường sẽ xây dựng giờ vào học, giờ ra về để đảm bảo quy định về chương trình giảng dạy, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và tránh ùn tắc giao thông. Theo đó, giờ vào học buổi sáng của học sinh mầm non và tiểu học không sớm hơn 7:30, học sinh trung học cơ sở không sớm hơn 7:15, học sinh trung học phổ thông không sớm hơn 7 giờ. Ngoài ra, các trường từ mầm non đến trung học phổ thông phải xây dựng kế hoạch để mở cửa trường đón học sinh từ 6:30 mỗi ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho những phụ huynh cần đưa con đến trường sớm để đi làm. Riêng với các trường nằm trên một cung đường, cần có sự bàn bạc với nhau để ấn định giờ vào học, giờ ra về lệch nhau, tránh tình trạng kẹt xe trước cổng trường và kẹt xe trên cung đường đó. Dự kiến đầu tuần sau, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa chính thức trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, cơ quan này đưa ra hai phương án nghỉ Tết và đề xuất chọn phương án nghỉ 7 ngày liên tục, theo ý kiến của đa số các bộ ngành vì không quá dài, hài hòa số ngày nghỉ trước và sau Tết. Phương án 1 là nghỉ từ thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết thứ Năm ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Phương án 1 không quá dài, 7 ngày liên tục, hài hòa số ngày nghỉ trước Tết 2 ngày và sau Tết, tạo điều kiện cho người dân đi lại, mua sắm Tết cũng được đa số bộ ngành đồng ý. Phương án 2 là nghỉ từ thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 tới hết Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão. Phương án này có số ngày nghỉ dài 9 ngày liên tục, phương án này chỉ có 2 bộ ngành lựa chọn. Cũng trong tờ trình Thủ tướng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo 2 phương án nghỉ Quốc khánh năm 2023. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ưu tiên chọn phương án nghỉ 2 ngày từ 1 đến 2 tháng 9 năm 2023, sau đó là 2 ngày nghỉ cuối tuần. Tổng cộng người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, không phải tính nghỉ bù. Hôm qua tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám đã diễn ra cuộc thi và trưng bày Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. 15 trên 100 câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được ban tổ chức lựa chọn với các ngữ cảnh khác nhau, có nội dung sâu sắc và đi cùng thời đại để các thí sinh thể hiện trên thư pháp Hàn Quốc. 100 thí sinh tham gia đến từ các trường đại học Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên mực Nampo Baru và giấy Hanji truyền thống của Hàn Quốc được các thí sinh sử dụng thể hiện tác phẩm. Cái câu nói của Bác Hồ sẽ là như là cái phương châm để các em phấn đấu vươn lên. Ví dụ như là gian nan rèn luyện mới thành công, hoặc là đức phải có chức tài, hoặc là mang tính chất vĩ mô hơn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Những châm ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật thư pháp đặc trưng Hàn Quốc khi kết hợp sẽ tạo nên sân chơi cho các bạn trẻ hiểu hơn về văn hóa giữa hai nước, từ đó tạo nên sự giao lưu và thắt chặt quan hệ giữa hai nước. Từ ngày 28 đến 30 tháng 11, triển lãm danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Các nhà vườn tại Đà Nẵng từ nhiều tháng nay đã tích cực chăm sóc để các loại hoa, cây cảnh phục vụ cho thị trường Tết. Tuy nhiên, do mưa bão xuất hiện liên tục nên hoạt động sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn. Tỉa đọt, bón phân thêm đất, nhưng gần hai tuần nay, gia đình ông Tâm vẫn chưa vực lại sức sống cho gần 1.000 chậu cúc bị ngâm trong nước lũ đợt vừa rồi. Ông dự tính trồng thêm các loại hoa ngắn ngày khác để chuẩn bị bán vào dịp cuối năm. Bị hư là mình tỉa, mình nhổ bỏ hết, chắc là cái là mình tưới phân vô cho cây lên rồi phát triển sang mình bấm độc tỉa cành lên để cho kịp Tết. Sắp tới đây là còn gieo tiếp thêm cây ngá ngà nữa, mộng gà, vận thọ luôn để trang trí Tết đó. Theo bà con nông dân, để hoa chỗ đúng thời điểm sẽ gặp nhiều khó khăn bởi tốn thêm nhiều công chăm sóc và chi phí cho phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Một đợt bão với một đợt lũ vừa rồi nó ngập hết, toàn bộ ngập ben luôn.
tranh cai cũng khoảng 30. Mới chỉnh sửa lại đây nhưng mà chờ đoan khép phục cho kịp Tết, mà nửa trăm thì kịp đó, mà nửa nguồn thì sợ không kịp. Trước một mùa vụ khó khăn, hiện các nhà vườn tại đây đang dồn lực cho việc chăm sóc các loại hoa, đồng thời hy vọng tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm được thuận lợi hơn để cây chồ bông đúng thời điểm. Thưa quý vị, diễn ra đều đặn một buổi trong tuần, những suất ăn miễn phí lại đến với những bệnh nhân bị ung bướu phụ khoa tại khoa ung bướu phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt là những suất ăn này do chính đội ngũ cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện tự nguyện quyên góp cùng với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Trưa ngày 27 tháng 10, 95 phần bún thịt nướng kèm theo một chai nước sâm hay nha đam mang đến sự yêu thương dành cho các bệnh nhân. Bữa nay mấy cô ở ngoài từ thiện vô cho ăn rất là ngon. Dạ, cũng thường là thứ tư, thứ năm vậy đó là cứ cho được một miễn phí. Nhiều khi chắc chưa mấy cô cũng cho trái cây. Với bà Dung, có một bữa no bớt đi một phần chi phí mà còn cho thấy sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của bệnh viện dành cho bệnh nhân. Hoạt động cung cấp suất ăn miễn phí cho bệnh nhân tại khoa ung bướu, Bệnh viện Từ Dũ đã duy trì nhiều năm qua. Người ta hỗ trợ mình được gì thì mình giúp hết cho người bệnh tất cả những gì mình có thể. Nói chung là người ta cũng khen ngon, tại vì căng tin mình nấu thì trước khi ấy là tụi chị cũng giải thích. Không có mua ngoài, là nói chung là đặt ở trong bệnh viện thì an toàn cho mấy cô cứ an tâm. Những suất ăn như thế này không chỉ góp phần giúp các bệnh nhân vững tâm trên hành trình chống lại bệnh tật, mà còn thể hiện truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Liên quan đến vụ 5 người thương vong nghi do súng gây ra, tối qua Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã có báo cáo về vụ án mạng và gây rối trật tự công cộng xảy ra trưa cùng ngày tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án. Qua điều tra, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc ban đầu xác định là do mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Theo đó, khoảng 1 giờ 20 phút trưa ngày 27 tháng 10, do mâu thuẫn về tranh chấp đất đai với nhóm của Khúc Văn Đoài, ngụ xã Cửa Dương, nhóm của Võ Văn Lương và Bùi Minh Trung cùng quê Cà Mau đã rủ theo khoảng 50 đối tượng khác kéo đến thửa đất của Đoài ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai bên xô xát, một số đối tượng trong nhóm của Lương đã sử dụng súng bắn vào nhóm của Đoài. Hậu quả, anh Phan Trọng Hải, quê Nghệ An và Nguyễn Anh Thư, ngụ thành phố Phú Quốc bị trúng đạn tử vong. Ngoài ra còn có 3 người khác bị thương. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc đã tạm giữ một ô tô 16 chỗ, triệu tập làm việc 17 đối tượng có liên quan để xác minh làm rõ. Tiếp theo là thông tin liên quan đến vụ việc một người phụ nữ đến mua hộp cơm rồi trộm điện thoại của chủ quán xảy ra tại đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, anh Hoàng Văn Dương, chủ quán cơm cho biết anh đã nhận lại điện thoại của mình từ chính người phụ nữ đã lấy trộm hôm trước. Anh Dương cho biết sau khi báo chí đăng tin một người phụ nữ tới mua cơm rồi dàn cảnh trộm điện thoại của anh, thì trong sáng cùng ngày, đích thân người phụ nữ trên đã đến tận quán trả lại điện thoại. Người này xin lỗi và cho biết rất hối hận về việc làm của mình. Tiếp đó, lực lượng chức năng quận 10 đã đến hiện trường để lấy lời khai, trích xuất camera làm rõ vụ việc. Trước đó, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 24 tháng 10, một người phụ nữ chạy xe máy đến quán cơm nằm trên đường Đồng Nai, quận 10, mua hộp cơm gà 30.000. Khi thấy điện thoại của chủ quán để trên bàn, cô này nhanh tay giấu chiếc điện thoại vào người rồi vội vàng bỏ đi. Hôm qua, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục lấy lời khai hai đối tượng Trần Văn Vĩnh, chủ quán karaoke VIP ngụ thành phố Biên Hòa, và Hoàng Tuấn Anh, quê Nam Định, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu vực phường Tân Hiệp, lực lượng công an phát hiện Tuấn Anh chạy xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành chặn giữ xe, kiểm tra hành chính đối tượng Tuấn, công an phát hiện đối tượng cất giữ 3 cuốn sổ ghi chép liên quan đến vay nặng lãi và hơn 80 triệu đồng tiền mặt trong cốp xe. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận cho nhân viên quán karaoke VIP vay tiền theo yêu cầu của Vĩnh. Mở rộng điều tra, công an đã triệu tập Vĩnh đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Vĩnh thừa nhận đã thuê và giao nhiệm vụ cho Tuấn Anh ghi chép thu tiền lãi nợ gốc của 15 nhân viên quán karaoke VIP với số tiền vay hơn 400 triệu đồng. Lãi suất cho vay 10% một tháng. Vĩnh bắt đầu cho vay từ tháng 2 năm 2022. Tính đến ngày bị cơ quan công an phát hiện, Vĩnh đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Chiều tối qua, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng. Trên quốc lộ 50, nước ngập trên một đoạn đường dài khoảng 800 mét.
Nhiều người dân chạy xe máy về nhà giờ tan tầm phải chịu cảnh chết máy, đẩy bộ. Hàng chục cơ sở kinh doanh trên tuyến đường này phải đóng cửa vì nhà ngập. Theo người dân, quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh ngập nặng nhiều năm nay. Vào những tháng gần cuối năm, triều cường dâng cao khiến tình trạng ngập nơi đây nghiêm trọng hơn. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lực lượng chức năng nâng đường chống ngập, nhưng đến nay đoạn đường này vẫn chưa được thi công, sửa chữa. Khuya qua, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy làm hai người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút, anh Thái Văn Điệp, quê Hà Tĩnh, điều khiển xe máy chạy trên đường Lê Thị Trung. Khi đến trước địa chỉ 209 Lê Thị Trung, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, thì va chạm với xe máy do anh Bùi Công Trung, ngụ Bình Dương điều khiển chạy hướng ngược lại. Cú tông trực diện làm hai xe máy dính chặt vào nhau, hai nạn nhân ngã ra đường nằm bất động. Cả hai sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh Trung đã không qua khỏi, còn anh Điệp đang trong tình trạng nguy kịch. Theo các nguồn tin sở tại, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự với hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk liên quan công nghệ lái xe tự động của hãng. Các nguồn tin cho biết, các công tố viên Bộ Tư pháp ở Washington và San Francisco đang đánh giá liệu Tesla có lừa dối người tiêu dùng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý trong các tuyên bố của hãng về năng lực của công nghệ lái tự động Autopilot hay không. Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi động điều tra từ năm ngoái sau khi nhiều vụ tai nạn xảy ra khi hệ thống Autopilot được kích hoạt, thậm chí một số vụ đã gây tử vong. Tuy nhiên, hiện chưa chắc cuộc điều tra sẽ dẫn đến các cáo buộc hình sự với Tesla. Bộ Tư pháp có thể sẽ đưa ra các mức phạt dân sự hoặc đóng điều tra. Đại diện Bộ Tư pháp Mỹ, Tesla và tỷ phú Elon Musk hiện đều chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy vân mũi của chó cũng độc đáo như vân tay của con người. ESC Lab, một công ty tại Hàn Quốc, đang hợp tác với chính phủ để phát triển công nghệ nhận dạng chó thông qua vân mũi. Ứng dụng Edipuppy của ESC Lab cho phép người chủ đăng ký chó bằng vân mũi. Khi dùng ứng dụng để quét vân mũi của chó, người quét sẽ xem được thông tin đã được đăng ký trước đó. Nếu có ai đó phát hiện chó đi lạc, thì họ có thể dùng ứng dụng để xác định danh tính của con chó, liên lạc với người chủ để trả chó về. Tất cả các thông tin đều có trong hệ thống. Theo ESC Lab, công nghệ này có độ chính xác 99,9%. Công ty hợp tác với chính phủ Hàn Quốc để phát triển công nghệ này từ năm 2019. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024, khi đó công nghệ này có thể trở thành phương pháp đăng ký chó chính thức cho cơ sở dữ liệu quốc gia. Dự kiến phí đăng ký cho mỗi con chó là 20.000 won, tức 14 đô la Mỹ. Hàn Quốc áp dụng hệ thống đăng ký thú cưng vào năm 2007. Đến năm 2014, nước này ban hành luật yêu cầu chủ đăng ký chó thông qua thẻ định danh hoặc chip định danh. Tại Mexico, một buổi trình diễn thời trang được tổ chức dành cho người khuyết tật nhằm xóa bỏ những rào cản mà họ phải đối mặt. Sự kiện tổ chức tại công viên Ia Mexicana, phía tây thủ đô Mexico City, với sự góp mặt của 25 người mẫu, trong đó có 15 người khuyết tật. Hòa trong tiếng nhạc, các người mẫu sải bước đầy tự tin trong những trang phục của các nhà thiết kế Mexico. Điều quan trọng của show diễn là mang đến thông điệp về sự đa dạng của con người, sự khác biệt làm nên một xã hội thành công và phồn thịnh. Có nhiều người kỳ thị chúng tôi. Buổi biểu diễn giúp tôi chứng minh được rằng tôi có thể làm được nhiều hơn khả năng của mình và làm được những điều người khác có thể làm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tại Mexico có hơn 9 triệu người khuyết tật, chiếm 7,15% dân số. Hầu hết những người khuyết tật thể chất bị hạn chế trong việc tiếp cận với giáo dục, y tế và việc làm. Điều này khiến họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Hôm qua ngày 27 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức họp báo giới thiệu về cuộc bầu chọn của bóng vàng Việt Nam 2022, giải thưởng danh giá nhất hàng năm dành cho các cá nhân xuất sắc nhất bóng đá nước nhà. Quả bóng vàng Việt Nam là giải thưởng cá nhân đầu tiên và danh giá nhất dành cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Việt Nam trong năm. Mùa giải 2022, quả bóng vàng Việt Nam trở lại với đầy đủ 12 hạng mục giải thưởng, gồm 9 hạng mục bầu chọn thường niên như quả bóng vàng bạc đồng nam, quả bóng vàng bạc đồng nữ, quả bóng vàng bạc đồng futsal và 3 hạng mục vắng bóng trong những năm Covid-19. Nay được khôi phục là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất và cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất. Đáng chú ý là năm nay, hai cầu thủ Nguyễn Quang Hải nam và Huỳnh Như nữ đang thi đấu ở châu Âu vẫn hội đủ tiêu chí để được bầu chọn. Lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tới rạng sáng nay 28 tháng 10, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ xe máy va chạm xe tải làm một thanh niên tử vong. Khoảng 22 giờ 30 phút, nam thanh niên tên Huỳnh Gia Quy, 22 tuổi, quê Bến Tre, chạy xe máy trên đường dẫn từ quốc lộ 13 lên cầu Phú Long thuộc phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi đến điểm mở giải phân cách gần trên cầu Phú Long thì tông vào hông trái của chiếc xe tải chạy cùng chiều đang quay đầu, tai nạn làm nam thanh niên ngã xuống đường bị thương nặng. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn. Tới 2 giờ sáng, hiện trường được xử lý xong. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay với nhiều thông tin cập nhật trong ngày. Chúc quý vị một ngày làm việc thành công. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.